Trong chiến dịch tiêm đợt 28 này, theo kế hoạch, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ sẽ tổ chức tiêm cho 1.800 đối tượng tiêm các mũi nhắc lại lần 1 và lần 2. Tuy nhiên, kết thúc đợt tiêm, toàn phường mới chỉ tiêm cho gần 1.000 đối tượng, tiến độ tiêm rất chậm do nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân của cái không đạt được ấy thì là cái thứ nhất là do một số người dân người ta bị COVID thì chưa đảm bảo cái đủ cái thời gian để tiêm cái đợt nhắc lần 2 này. Một số nữa là một số người dân là đã tiêm đủ 3 mũi rồi, hiện tại là tình hình dịch cũng đã tạm ổn định. Cho nên là người dân nó cũng có cái chủ quan. Nên là nghĩ là đã ổn định rồi thì chưa cần phải tiêm nhắc lại tiếp. Thực tế, tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19 chậm ở phường Tân Thanh cũng là thực trạng xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ hiện nay. Theo báo cáo, trong đợt tiêm 28, thành phố Điện Biên Phủ sẽ triển khai tiêm cho 11.500 đối tượng, triển khai tiêm từ ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, tính đến ngày 22 tháng 6, toàn thành phố mới chỉ thực hiện tiêm cho gần 7.200 đối tượng, đạt trên 62% kế hoạch. Do vậy, để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng đợt này, thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các xã phường quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động tự giác đi tiêm khi được thông báo. Thì về phía Ủy ban nhân dân phường Tân Thanh chúng tôi thì cũng đã bám sát kế hoạch của thành phố và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tiêm chủng của phường trên địa bàn phường và cũng ra các văn bản thông báo tới nhân dân các tổ dân phố, tới ban lãnh đạo tổ dân phố về đối tượng tiêm. Là chúng tôi khi nhận được kế hoạch là chúng tôi đưa lên Zalo để tuyên truyền bà con, bởi vì cái nhóm Zalo tổ dân phố chúng tôi có 105 hộ nhưng chúng tôi có tới 141 thành viên. Đấy. Thế sau khi đưa lên Zalo rồi thì chúng tôi trực tiếp là chia theo từng khu vực cho từng cán bộ người làm cái công tác phòng dịch, cái tổ công tác tổ Covid cộng đồng ấy là đến từng nhà để động viên nhắc nhở bà con. Nói chung là bà con chúng tôi rất phấn khởi và cũng rất là hưởng ứng tiêm mũi 4. Theo khuyến cáo, mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng khả năng bảo vệ cơ thể của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian sau tiêm mũi 2, mũi 3, sau mắc bệnh COVID-19, trong khi nguy cơ bùng phát và diễn biến của dịch bệnh rất khó lường. Tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 sẽ giúp bảo vệ cho bản thân người tiêm và bảo vệ cộng đồng. Người dân là hiện nay là người ta là không nhận thức được là cái tác dụng của cái tiêm cái mũi 4 này là để củng cố lại cho những cái mũi trước đấy. Nhưng mà người dân là người ta không nhận thức được. Một, thứ nhất là không nhận thức được. Thứ hai nữa là người ta rất là chủ quan. Do người ta chủ quan, người ta mải làm ăn nên là người ta không tham gia vào đúng theo những cái chủ trương của mình. Dịch bệnh COVID-19 hiện đang được kiểm soát tốt, đất nước đang ở trạng thái bình thường mới, nhưng chúng ta không thể lơ là, do vậy mỗi người dân cần chủ động trong việc đi tiêm vaccine phòng COVID-19 các mũi nhắc lại, bởi vaccine hiện nay vẫn được coi là vũ khí chiến lược trong phòng chống dịch COVID-19 và mang ý nghĩa quyết định cho sự ổn định lâu dài.